Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nha. Mình đây từ đường phố đây rất mọi người nha. Xin anh em một game hẹn tại chiến, mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video vẻ của like xe hay đăng kênh nhân ký phản chiến nhiều ạ. Ok, quay trở lại video này thì tiếp tục hành trình vui chơi sự kiện tương mới anh em. Ok, chúng ta lại tiếp tục hành trình đi săn tương mới là các bạn, không biết là anh em săn tương mới tới đâu rồi. Và ra đêm nay chúng ta sẽ qua con đạc ở S38 của tôi anh em, con đạc tiểu đường, con đạc đầu tiên để ra đùm tướng và hốt quà của Lami anh em. Đầu tiên là thế nào, thế với các bạn ra đùm tướng ra sao cho tôi thật. Mấy ngày hôm nay tôi đi ra đùm tướng mà buồn chết người luôn anh em. Từ hôm bữa giờ tôi ra đùm hình như hơn mười mấy ca rồi đó. Mà tính ra số lượng tướng tôi ra đùm ra được như mấy con trên đầu ngón tay đấy các bạn, mấy hơn chục cháu thì phải. Cái gì thật sự đây, về đây ra đâu một phần anh em, một phần tôi chỉnh đốn lại xem rồi đi bang boss anh em, xem là bang boss được uay được này hay. Thế bây giờ chỉ cần ra tương mới thôi anh em, ra kiểu Sanji này, Lami này, ui là ngon rồi các bạn. 700 form đi Sabo, ok kìa lại là Lami. Ok, hôm nay về con nạc này thì tôi phát hiện ra quà bữa giờ của Lami gửi quá trời luôn, mà tôi chưa nhận cho nó anh em. Này, rồi ta. Đây, quà chống dịch anh em này, một phần quà nữa mà như bữa tôi nhận rồi sao. Đây các bạn, ui trời ơi, hắn còn quà chống dịch anh em, ngon lay. Quà về thôi. Đó, hốt quà của Lami về chơi thôi anh em, quậy thôi chứ đợi chờ gì nữa. Tầm này còn đợi chờ cái gì nữa các bạn. Ngoài ra thì không biết là anh em có muốn tổ chức tí sự kiện tặng cốt cuối tuần không nhỉ? Mà chờ sự kiện tặng code server mới hoặc là VIP code tri ân, của bạn nào hứng thú không? Hứng thú thì đừng quên voucher để lại cho kênh một like và một đăng ký kèm theo comment để tôi biết nha. Ok. Đấy, sáng chủ nhật thì Sương Sương hốt quà qua rồi hỏi qua anh em ý kiến vậy thôi. Các bạn thấy sao? Nếu ok thì nhớ nói tôi biết nha. Xem nào, anh Bô hoặc này. Trang bị đặc thù phẩm đồ. Ok, để tí tôi đi mua đã anh em. 165 trái ác quỷ thôi. Căng nhỉ. Mét đá nâng đồ hơn không? Hơn anh em. Mét đá nâng đồ hơn chứ. Hàng này thì lâng Sabo thôi anh em. Tôi lâng anh Bô để đẩy anh em. Đẩy boss. Thì lâng anh Bô để boss thôi các bạn. 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 5, 10. Ủa bên nó chỉnh lại à? À ông trời. Nhạc xong nghe chung có vẻ rẻ nhỉ, lưng có vẻ rẻ các bạn. Ok, đẩy pull đi. 48, 49, 50, ok, cầm đồ. Ai chà, thiếu xạ thủ à. Ok. Ô, thôi toang rồi. Quả này ra tôi phải đi mua dương chứ anh em. À đây mày quá, hắn còn kịp các bạn, hắn vớt được kịp. Hắn vớt lại được các bạn, tí nữa toàn. Tưởng cứ vớt không được anh em. Xạ thủ, đó ok. Lên đồ nào. À từ từ xem nào. À này nên anh ba chưa? Có hai form không đủ các bạn, không đủ. Ok. Bô nào, phẩm đồ. Hết tầm các bạn. Rồi. Ok. Bảo vật, hàng này thì bảo vật chưa có nhiều các bạn. Bảo form thì không ra được cái gì các bạn. Đen thế nhỏ. Không đủ mở nữa các bạn. Đây hai form xem là có ra đánh bao. Carilla các bạn. Ây chà. Ok, thôi đi chiến boss anh em. Chiến boss đã tính sau. 171 vé à. Tấn công. Ok, tấn công nào. Con đầu tiên 2 tỷ 4. Nghe sao hơi yếu nhỉ, có 2 tỷ 4 đam thôi hả? Hơi yếu các bạn. Tấn công nào. Quên, có 2 tỷ thôi hả? Uầy. Đánh con boss đầu tiên mà 2 tỷ thế này thì hơi thốn các bạn. Này, chưa gì boss đầu tiên nó hết 5 vé không? 5 vé thật các bạn. Uầy. Căng thế nhờ. Mấy hạ cháu đầu tiên mà hết 5 vé rồi thì toang anh em.
có 1 tỷ hơn tỷ đam đây này anh em, chưa ăn thua. 1 tỷ này toàn đến từ Sabo đây anh em. 6 vé thôi. Bay màu 6 vé luôn các bạn. Thêm 2 vé nữa chắc mới đủ. 1 vé nữa các bạn. Rồi. Zin B. Tiếp tục đến Zin B nào. Tiếp tục đến Zin B nào anh em. Ok, 1 tỷ 2. Tấn công, ủy thác nào, 8 vé luôn các bạn. 8 vé, vẫn chưa đủ hả? 3 vé nữa. Ok, 4 vé nữa các bạn. 170 mấy đấy anh em. Từ từ, đồ Flamingo và đánh phát anh em, xem đồ Flamingo mất bao nhiêu máu các bạn. 900 các bạn, trời ơi, đúng kiểu như về chơi kiểu thời đầu ấy, trời. Để từ từ chúng ta bút, bút lại con nàng này xem nó bút lại được không. Ấy, quên ơn cho các anh em nhận quà được. Và để gom nhận luôn một thẻ cho nó vui thôi, nhận được thôi. Xem nào. Đây có một form 6 sao này. Một form 10 sao này. Rồi. Ok, có dương gì đây. Tài nguyên tùy chọn hả. Cái này từ từ đó, cái này phải ra ngoài xem đó. Rồi. Bố già có lên được không? Bố già không lên được, và tưởng coi thế nhờ không biết nào gì luôn anh em.
Đi húp tí anh em. Đi farm mấy nào? Farm boss các bạn. 2 4 5. 3 Sanji, thiếu một cháu bạn. Các bạn lên đang đủ nhá. Tôi thiếu bạn nhưng mà thôi kệ, đánh đạt tính sau. Kệ anh em, đánh đạt tính sau. Xem đây bố ra. Ok. Ui, 800k 700. Phù, đừng đùa bạn, vẫn còn phê lắm. Xem trên này coi nào, kiếm sĩ có 1. Còn này bữa tôi nhớ tôi lên một lần rồi mà. Hay là bữa này nghịch, nở tay ăn hết form rồi. Như bữa nở tay hủy hết form rồi anh em. Nhưng con này nên không nhớ bữa nở tay hủy hết form rồi. Bởi vì tôi nhớ bữa tôi lên rồi mà. Rồi, bô nào. Ủa, này chặn boss à? Boss chặn đấy à? Ừ, sát thương đến từ lộ anh em thảo lao. Nhìn là thấy nghi rồi. Thấy đam mà không gây được giá sát thương là nghi rồi các bạn. Bởi vì nếu mà Sabo ulti thì kiểu gì chả có đam. Đam to là khác anh em. Ui, con nhìn được 1k hồn luôn. Đây là chung đi video sáng nay thì tôi cũng điểm qua sương sương thôi anh em. Các bạn nếu thích voucher sự kiện tặng thẻ cào hoặc là tặng gift code chứ. Gift code thì có 2 gift code anh em nha. 1 gift code xe vào mới và 1 gift code VIP code tri ân. Đó, nếu anh em thích sự kiện đó thì đừng quên voucher, ấn like, đăng ký kênh và comment trả lời tôi biết nha. Ok, tôi sẽ tổng hợp và trả lời làm video chiều nay cho anh em chơi. Ở đầu clip rồi xin phép anh em đây. Hẹn gặp mọi người tiếp theo. Giờ thì bye bye.